sẵn hàng loạt ứng dụng rác của Microsoft. Trong tuần này, Samsung sẽ ra mắt Galaxy Note 10 tại sự kiện ở New York. Có tin Note 10 chẳng khác gì một chiếc điện thoại của Microsoft, thỏa thuận hợp tác giữa Microsoft và Samsung cho phép hãng có trụ sở tại Redmond cài sẵn ứng dụng phone và loạt phần mềm rác khác trên Note 10. Điều đó có nghĩa, Note 10 không chỉ cài sẵn ứng dụng Office, OneDrive, Sky mà còn có cả phone mới được phát triển. phone cũng là phần mềm cài sẵn trên tất cả phiên bản Windows 10 hiện nay. Với phone smartphone Android có thể đồng bộ với máy tính cài Windows 10, giúp người dùng có thể theo dõi các thông báo của điện thoại trên màn hình máy tính. Ngoài Note 10, Galaxy Fold ra mắt tháng 9 tới đây cũng cài sẵn hàng loạt ứng dụng Microsoft. Microsoft từng chạy chương trình khuyến mãi OneDrive cho điện thoại Samsung. Theo đó, người dùng điện thoại Samsung có thêm 100GB dung lượng lưu trữ miễn phí trên ứng dụng đám mây OneDrive, mà không phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, chương trình này đã kết thúc từ cuối tháng 7.